Hiện nay thì việc quyên góp và ủng hộ thiện nguyện ở tại các nhà chùa hay là các tổ chức tôn giáo thì cũng diễn ra rất là phổ biến. Vậy thì trong pháp luật có những cái quy định nào về vấn đề này hay không? Dạ vâng, tôi xin phép trả lời luôn. Hiện nay chúng ta đang có luật tôn giáo. Cái luật này đã đáp ứng được cái nguyện vọng của các tăng ni Phật tử hay là các là hội Phật giáo của các địa phương. Là hiện nay chúng ta đang có những cái Phật giáo đang hoạt động tại Việt Nam mình rất tích cực. Ví dụ như là tôn giáo, ví dụ như Phật giáo Việt Nam thì đã có ủng hộ và tham gia vào cuộc sống, thậm chí có những cái quản lý trong hiệp hội rất tốt, giúp đỡ cho mọi người trong hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là giúp cho cả chính chính quyền trong những lúc dập dịch như thế này. Thì đây là một hoạt động tôi cho rằng là rất tốt và đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên rằng trong quá trình mà mặc dù pháp luật đã có là đã thành lập và đã cho phép là các tôn giáo được thành lập và được có con dấu và có người đại diện theo pháp luật. Và theo luật tôn giáo thì quy định là tài sản là của tôn giáo, là tài sản của xã hội, là của toàn dân. Thì trong trường hợp này là một tổ chức tôn giáo khi được thành lập và được đi vào hoạt động thì toàn bộ tài sản hình thành nên cái tổ chức này đều là tài sản của toàn dân và giao cho một người là tôn giáo đứng ra quản lý. Ở đây chúng ta đang có một cái tình huống cụ thể là một ngôi chùa là khi hoạt động thì hội Phật giáo có cử là một người đại diện cho hội Phật giáo đứng ra quản lý ngôi chùa này, và người đó được nhân danh ngôi chùa và được nhân danh giáo hội Phật giáo để làm tất cả những vấn đề mà hội Phật giáo đã cho phép, ví dụ như là huy động tiền từ các nguồn các nhà hảo tâm, huy động tiền từ các nhà có tài trợ để xây dựng nên cái tài sản đó là ngôi chùa, hoặc là làm chỉnh trang ngôi chùa phục vụ vào một nhu cầu thiết yếu của bà con về tâm linh. Thế thì quá trình hoạt động này, trước hết tôi phải khẳng định là cái trụ trì chùa đó phải nhân danh là người trụ trì, tức là tăng ni Phật tử, thì người có tấm lòng hảo tâm họ mới góp tiền cho cái ngôi chùa này. Còn nếu như một người dân nào đó mà đứng ra đại diện cho ngôi chùa này đi thu thu tiền thiện nguyện để xây dựng chùa, tôi cho rằng là uy tín này chưa chắc đã đủ thuyết phục người dân để góp tiền. Nhưng mà nếu một ông trụ trì là một nhà sư hoặc là một tăng ni đứng ra mà được pháp luật, được giáo hội Phật giáo công nhận cho đứng là trụ trì mà đứng ra quyên góp, hoặc kể cả là đi lễ, đi làm tâm linh cho các nơi, thì cái sự cúng tiến hoặc là đóng góp này đều là đóng góp cho ngôi chùa đó chứ không phải đóng góp cho cá nhân ông trụ trì. Vì vậy cho nên là mọi tài sản hình thành nên từ cái việc là thiện nguyện của mọi người cho ngôi chùa này hoặc cho ông trụ trì ngôi chùa này là tài sản sở hữu của toàn dân. Do vậy là nó thuộc vào sở hữu chung. Tuy nhiên trong cuộc sống thì cái ông trụ trì đấy vẫn là một con người. Nhưng con người này vẫn có những cái sinh hoạt cá nhân, có gia đình, có bố mẹ, có vợ con, và có thể khi qua đời họ vẫn có một khoản tài sản. Thì ở đây có vấn đề đang có mâu thuẫn là nếu như cụ trụ trì chùa này mất thì cụ để lại một khoản tài sản, nếu là tài sản là đình chùa miếu mạo là công trình trên đất thì đương nhiên nó của xã hội rồi, nhưng là tài sản nó là một khoản tiết kiệm được ghi tên người trụ trì này, thì xác định đây là tài sản cá nhân hay là tài sản của sở hữu chung Chùa, vâng. của nhà chùa thì là một vấn đề. Nhưng quan điểm của pháp luật như tôi vừa nói, theo luật tôn giáo thì người trụ trì chùa này là người chịu trách nhiệm và là người đại diện cho sở hữu chung, được nhân danh nhà chùa. Ở đây tôi muốn nói là được nhân danh nhà chùa quản lý, sử dụng, huy động tiền và mục đích phát triển xây dựng nhà chùa. Vậy thì có nghĩa rằng này, cái đồng tiền mà được ghi trên sổ tiết kiệm của cụ trụ trì chùa này là một khoản tiền có thể được hình thành từ các tổ chức thiện nguyện hoặc của các cá nhân đóng góp cho cụ, nhưng chưa sử dụng đến cụ đi cụ cụ gửi vào sổ tiết kiệm đứng trên cá nhân tên cụ. Vậy thì việc đứng tên cá nhân tên cụ đây là thể hiện đứng tên của người chủ trì ngôi chùa đó chứ không phải là
là cá nhân, là công dân của cụ. Vậy thì trong trường hợp này phát sinh việc khi cụ chùa này mất thì cái thừa kế này thuộc về ai? No. Thì ở đây đang có một vấn đề mà tôi muốn nói là hiện nay theo luật tổ chức tín dụng thì chỉ có cụ trụ trì đứng ra rút tiền và cụ thuộc vào đối tượng được luật tổ chức bảo vệ về quyền nhân thân. Có nghĩa rằng chỉ có cụ đấy mới trích xuất, mới sử dụng được đồng tiền này. Nhưng thực tế cái đồng tiền này lại là của chùa. Thì trong trường hợp này gửi sổ tiết kiệm đứng tên chùa có được hay không? Về quan điểm của tôi thì phải gửi tiết kiệm đứng tên là của chùa, tức là của tổ chức là ngôi chùa đó. Nhưng do có thể nhận thức của cụ chủ trì cũng như nhận thức của ngân hàng không hiểu rõ được nguồn gốc của đồng tiền này, dẫn đến vẫn để cho cụ đứng tên là cá nhân gửi tiết kiệm. Vâng. Và chính vì cụ đứng tên cá nhân gửi tiết kiệm cho nên những hàng thừa kế của cụ theo luật dân sự, hàng thừa kế của cụ ở đây là có thể là con, có thể là bố mẹ đẻ là hàng thừa kế thứ nhất. Sau khi cụ mất, họ theo quy định của luật tổ chức tín dụng thì họ mang cái sổ tiết kiệm đó ra để mở thừa kế. Mở thừa kế thì hàng thừa kế thứ nhất mới được rút tiền. Còn nếu không mở thừa kế thì hàng thừa kế thứ nhất cũng không được rút tiền. Trong trường hợp hàng thừa kế thứ nhất không còn thì hàng thừa kế thứ hai, đó là cháu của cụ, anh chị em ruột đứng ra mở. Vấn đề ở chỗ này, sau khi mở thừa kế thì tiền đấy là của ai? Thì trong trường hợp này, như quan điểm của tôi, theo tinh thần của pháp luật, theo tinh thần của luật tổ chức tôn giáo thì tiền đó vẫn là của chùa, chứ không phải là của cá nhân. Do vậy cho nên tôi mong muốn là Giáo hội Phật giáo có thêm các quy định cụ thể về vấn đề cách giải quyết việc tài sản là tài sản chung, là tài sản riêng của người chủ trì mà luật tổ chức tôn giáo chưa có quy định. Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trương Quốc Hòe với những tư vấn chi tiết vừa rồi. Từ tổng đài 1900-6145 mà chúng tôi vừa nhận được, đó là một câu hỏi đến từ khán giả Đặng Tâm Hòa có số điện thoại 0905 3 số cuối 699. Khán giả có hỏi: tôi là người dân đang sinh sống tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh và mới đây thì ở chỗ tôi có bác ra đường không đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, bác này còn quát mắng lực lượng chức năng và cho rằng mình chỉ đơn thuần là quên, chứ tại sao lại phạt bác tội như là tội phạm truy nã. Sau đó thì bác này bị phạt tổng cộng là hơn 2 triệu đồng. Vậy thì xin hỏi các luật sư, bác ấy bị phạt như vậy có đúng hay không? Và phạt những lỗi gì mà lại mất nhiều tiền như thế? Xin được mời luật sư Lưu Thanh Hiệp ạ. Tức là mức phạt đối với hành vi đã gây ra gồm: một là phạt tiền 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế tại quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 nghị định 167 NDCP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, người phụ nữ này đến chỗ đông người mà không chấp hành các quy định là đeo khẩu trang phòng dịch COVID để người khác lây cho mình hoặc mình lây cho người khác. Nội dung thứ hai là phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 1 điều 5 nghị định 167 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Người phụ nữ đã có lời nói quát mắng nhằm chống lại sự kiểm tra của những người thực thi công vụ. Đây là hành vi không nên có ở những nơi đông người. Hành vi cố tình làm mất tình trạng ổn định ở nơi công cộng gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, có thể gây thiệt hại đến lợi ích của hợp pháp của cá nhân. Với hành vi này đã ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, và nếu người phụ nữ này trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này mà chưa xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Xin được cảm ơn luật sư Lưu Thanh Hiệp với những tư vấn vừa rồi. Và rõ ràng là cái câu chuyện như luật sư vừa chia sẻ hay là những cái câu hỏi của khán giả mà vừa gửi tới chương trình thì cũng là một trường hợp mà tôi đã gặp ngay ở cái địa phương nơi tôi sinh sống. Tức là khi rõ ràng chúng ta biết rằng là nhà nước, chính phủ cũng như là Bộ Y tế thì đã đưa ra những cái thông báo, những cái quy định về cái việc xử phạt này khi mà chúng ta không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp đúng là như là người dân chủ quan hoặc là người dân coi thường cái những cái thông báo này khi mà đi ra đường. Có những cái người, như cái trường hợp tôi gặp chính là người cha bế con đi ra công viên chơi nhưng mà là cả hai cha con thì đều không đeo khẩu trang, và khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì cũng đã có những cái phản ứng rất là gay gắt
và cũng sau đó thì cũng đã bị phạt, theo như tôi được biết là cũng bị phạt số tiền 2 đến 3 triệu đồng. Và chính những cái câu chuyện này chính là những cái bài học để cho quý vị và bà con thì cần phải nắm được những cái thông tin từ Bộ Y tế hay là từ những quy định, và tối thiểu nhất chính là quy định về việc đeo khẩu trang, để khiến cái công việc, cái việc đeo khẩu trang này trở thành một cái thói quen thường nhật của mỗi cá nhân. Đây cũng là cách để bảo vệ chính mình.